Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đến với channel của mình là Chucky và hôm nay mình sẽ chơi Warface Mod PvE. Cái mod tên là Cắt Quay. Đây là lần đầu tiên mình nhấc cái mod. Yeah. Đi cứu thằng này cái đã. Mới vô có thằng chết rồi. Tỉnh dậy mày. Nó hồi sinh rồi. What the fuck? Mày vô tiền quá. Oh shit, mình chết luôn rồi. Mới vô đã chết. Từ từ. Tao biết mày ở đâu rồi. Ôi trời, nó bắn luôn kìa. Yeah. Oh shit, lại chết. Có nhiều medic. Có mỗi mình là medic à. Rồi nhìn, nhìn cấp kìa. Mình không, ở đây không có ai cấp cao hết trơn á. Thôi kệ, phụ thuộc vào mấy này. Còn có một thằng à. Rồi xin rồi. Thôi nè. Mày núp của mày. Đâu thằng heavy kìa. Thằng kia lo hết xung pha rồi. Ô xin cho mày ăn trái bom. Cho trái bom nữa. Bởi như ở đằng sau nó thì là nó sẽ chết. Ít tôi tán xuống đây rồi. What the fuck. Mày phải núp núp. Nứt mình sao nó. Thằng kia hết máu rồi chạy đi. Mày cứ hâm hố. Bắn không coi nè. Nứt. Chơi bỏ nứt. Oh shit. Mới bắn nó còn vài cái. Nó bắn mình nứt nửa cây. Mày con chạy thằng chứ sắp chết rồi. Tại chơi trò nguy hiểm không mà. Ê xin lỗi. Ngồi xuống. Đây bắn vào cái túi nè. Ê xin lỗi. Thằng nào có máu đâu, tao bơm máu cho. Ê mày thấy em như là bơm máu không. Nó từ bồn mình nó lên trơn rồi. Yeah. Ở đây tao mua máu cho. Rồi thằng này nữa. Đứng yên. Đó tốt. Đây lên. Đi thôi. À, anh nấu mình vậy. Cái sọt ginh đó bất lợi một cái á là bắn không bắn xa được nên mình rất yếu cái điểm bắn xa. Mày cứ chạy hoài để tao không có mối mày. Bây giờ chủ yếu lấy kinh nghiệm thôi, khỏi cần bắn cũng được. Bơm mày tí máu sắp chết rồi còn ham hố. Đó tốt, có thế chứ. Đi đến đại quan sát nè. Ô cảnh đẹp quá ta. Ê anh này nguy hiểm lắm. Mày á, mày cầm tới còn khi mày ngon hả. Ê thằng này bắn vậy á. Ê đúng chưa. Yeah đầy máu rồi. Cái thành phố này mình thấy đẹp quá. Mà mình thấy cũng quen. Nước gì ta. Đó chết nè. Mày đừng có nguy hiểm với tao. Bỏ đi này hả. Để còn thế nữa. Đi đường kia dậy đi. Đi đường này nữa. Ê bang. 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 Dạy chết nè.
Nó bắn xa nè. Ôi. Cha đi lộn đường. Mày. Rồi xong. Đợi em thế là hết. Mình tưởng đội một mình đi trước rồi. Ái dè đi lộn đường. Những cái tướng mình kìa. Fuck. Quả là Yuka Tini. Hạng tư hả? Thôi, cũng không ổn. Bị hạ đến 3 lần. Bye. Làm mấy đứa chịu rồi. Hình như là nửa tuần rồi mình đi chơi rồi này. Vô lẹ đi. Chỗ này giống mấy khu ổ chuột. Nhìn cảnh nè, đẹp quá. Giống khu ổ chuột ở bên Mỹ. Rồi, xong. Không ai chết hết. Trừ mình. Rồi. Nhìn cái bay nè. Yeah, hết sọc quả. 20 đối thủ. Lắp thêm cái nồng này đi. Không khỏi lắp thêm cái nồng gì được rồi. Lắp thêm nồng và cái đam nó giảm. Nhìn con dao của mình nè. Mình có nhiệm vụ là phải bơm máu như thế này. Không nhất thiết phải bắn. Ê. Bắn hoài mà không chết là hết yếu nào. Đi tiếp nào. Cái màn này nó khó lắm. Thôi mình biết là vậy. Bảo vệ. Bảo vệ quá. Cái máy gì thằng nó làm gì vậy? Chứ nó bay đi. Đó. Nó bắt đầu xuống bến rồi đó. Mày. Nguyên nhân của anh. Ê mà thằng ở trên kìa. Thằng này cũng hơi nguy hiểm để anh bắn. Trời. Thằng này rất mở ở khắp nơi. Ý. Bạn mình chết. Hồi sinh. Bụp. Tụi mày bắn cẩn thận vào. Ta không có nhiều cái để đó đâu. Đó. Tụi mày lo cẩn thận vào. Đâu có món cho. Cứ bắn đi. YOLO. Mình cũng mất máu theo cho nó. Bắn máu nè. Mình mà chết thì mới cái team mình thế nào nữa. Oh. Trời, tự hồi sinh luôn. Lại chơi ngông. Lại chơi ngông nó đi. Bụt. Bơm máu cho. Đó, ra ngoài đi. Uống lên không? Uống lên không? Để uống lên thôi. Rồi, yeah. Em thằng ấy. Tụi này nó mất máu liên tục. Phải bơm thôi. Rồi lên, ai lên. YOLO. Chích cha. Nó bay, ấy, nó bắn ghê quá. Anh bị xuống, máu liền như này. Uống lên không? Ấy. Anh nào bắn vậy? Trời ơi. Wow. À, có đường ra rồi, chạy lẹ, không ra mày chết á. Mau một cái. Bà, hai thằng chết rồi. Còn nguy hiểm. Hình như đến nhà hồi sinh nè, đúng rồi, hồi sinh nè. Thôi, anh tụi mày á. Bên này nguy hiểm hồn. Đấy. Cái này là mình là không có thắng được. Như là luôn luôn là thua. Đó. Được hai thằng rồi đó. Tụi mình là càng ngày càng đi lùi. Không phải đi tiến thẳng đâu. Chết cha nó bắn mình kìa. Thôi. Không may lên đó mà đứng núp xong mình hoài vậy. Đây.
cho mày được quả. Ý đó, một thằng chết có máu cái. Ừ, một thằng này nè. Ý đó, cổng kè có đây tới 5 thằng mà dám xông lên vậy á. Mày nứng hả? Mày sẽ hẳn chót luôn rồi. Đáng lòng thanh niên hết đạn luôn, mất chiến lục đạn. Ủa chắc cái nào quên rồi. Đạn cho tao đạn coi. Yeah, thêm kiều xông lên cậu kê y không min. Ôi trời, ôi chết. Ôi yeah, nổ rồi. Đi 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 lẹ, đi lẹ, chạy nhanh lên tốt. Má xì lăng quá kìa. Ủa đi nào, à đi này nè. Đó, ở đây là nơi tiếp theo. Ồ, ở đây giống cái từ Việt Nam á, cấm đáy bẫy nha. Đó, một chiến trường. Máy bay cái mập nè. 88. Yeah, ai muốn lên không? Lên không? Thử thách đã vượt qua bạn, tốt. Yeah, mình bảo vệ cái xe tăng này phải không? Đó, di chuyển nha. Trời lên được đâu? Cái gì vậy? À, nó bắn người kia, tưởng phản bội. Này, nhơn hả? Nhơn hả? Ở sniper quá trời luôn. Này, như thằng nhơn quá. Như thằng nhơn quá. Cái chuyện này nữa. Ờ, nó kêu quá trời luôn. Nằm mà, giả chết hả mày? Giả chết hả? Đấy cho mình đúng không? Thằng này lôi cover đằng sau đi. Đó, hết sọt nó, hết sọt, hết sọt. Đông quá. Còn một thằng tiếp ra. Mày với mày núp thôi, lưng tao không biết tao đang nhà hả mày. Sao nữa, chết. Để máu cho. Rồi, qua tiếp đi. Anh bơm cho. Đó, các chú an tâm đi tiếp. Phật. Sắp đi được chưa? Mấy thằng nữa. Chậu kè hả mày? Chậu kè hả mày? Chưa chịu chết nữa hả? Đây. Ok. Rồi, đến chỗ helicopter. Mày. Mày. Yeah, sắp win rồi. Máy bay đậu đúng chỗ thôi chứ, đậu ngay chỗ đó trường. Thánh nhỏ. Sắp thắng rồi cũng sắp thắng được. Rồi, vô đi, vô 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 vô. Ai nữa? Win. Hạng 4 nhưng mà kinh nghiệm cũng bằng thôi, miễn là được nhiệm vụ được rồi, bung món trên cái này nữa. Yeah. Winner. Kabum. Ủa, 5 thằng thì sao giờ có 4 thằng hả? Nhưng mình bự thôi chứ.
Thôi mình có biết nè, nên cộng nhiều hơn kinh nghiệm nè. Quá đã. 242. Ok. À, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập qua file tiếp theo. Bye bye.